Có bạn nào đã dùng thử nồi chiên nướng quay 901 từ nhà Tây Phan chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tôi tìm hiểu trong clip này nhé. Tôi cũng mới có em nó và đây là lần đầu tiên sử dụng luôn. Hai món để test lò hôm nay sẽ là steak bỏ lò và hoa quả sấy khô. Tôi dùng đến bây giờ ngót nghét chắc cũng phải chục cái nồi chiên không dầu rồi anh em ạ. Mỗi loại có một cái hay ho riêng, nhưng mà chỉ riêng em này có cái vỉ gang đúc dày nguyên khối. Nếu các bạn hay xem video nấu ăn trên mạng thì chắc chắn là sẽ hiểu. Vỉ gang nóng tiếp xúc trực tiếp với thịt sẽ tạo vân xém. Đây là một hình thức áp chảo chứ không phải chỉ tiếp xúc nhiệt qua không khí, từ đó sẽ tạo độ giòn xém cho miếng thịt. Thân bò mua về thì tẩm ướp cơ bản với cả dầu ô liu, muối và tiêu thôi. Đặt lên vỉ gang này, bật đúng chế độ xem kết quả như nào nhá. Nhưng có một lưu ý nhỏ là nếu các bạn muốn tạo được vân xém rõ rệt hơn thì hãy làm nóng lò và vỉ gang trước 10 phút để vỉ gang thật là nóng nhá. Đặt thịt lên nghe xèo xèo là hiểu ngay. Đây, trông quả hình thức miếng thịt đúng như quảng cáo trên bao bì, giảm độ contrast đi rồi. Nhưng mà các bạn nhớ phương pháp nào thì cũng phải để steak nghỉ trước khi ăn nhá. Việc này sẽ giúp các thớ cơ đã co sẽ dần giãn ra, các chất lỏng dinh dưỡng bị dồn ở tâm sẽ từ từ phân bổ về toàn bộ miếng thịt. Chính vì vậy thì sẽ giữ được độ mọng nước cũng như là hương vị. Còn nếu cắt steak để ăn ngay sau khi chế biến thì sẽ bị chảy nhiều nước, dễ bị khô và dai đấy. Chế biến steak bằng cách này thì đem lại một trải nghiệm cũng khá là thú vị. Miếng thịt vẫn mềm mọng, phần vỏ vẫn có độ giòn xém không kém gì những cách làm khác cả. Nếu các bạn muốn ăn tái thì để khoảng tầm 5 phút và tăng thêm 2 phút nếu như muốn ăn chín hơn nhá. Không biết các bạn có hay ăn thịt bò như mình không nhỉ? Trước mình chả dám ăn nhiều thịt bò với cả hải sản đâu vì sợ acid uric lên cao lắm. Nhưng mà giờ tập tành thì huấn luyện viên bắt buộc mình phải ăn mỗi ngày là 100g thịt bò. Công nhận là ăn xong đi tập có sức hơn hẳn. Tiếp đến là chức năng sấy trái cây nhá. Đa số là các loại nồi chiên không dầu mà tôi đã dùng đều có giải nhiệt thấp nhất là 80 độ, nhưng mà sấy hoa quả nhiệt độ cao trên 70 độ sẽ không đảm bảo được chất lượng sản phẩm, nó sẽ bị khô và cứng. Còn với cách sấy nhiệt độ thấp từ 30 đến 40 độ như nồi Tefal 901 này thì sẽ giữ được màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng và thơm ngon như hoa quả tươi. Nó sẽ có kết cấu dẻo chứ không bị khô cứng đâu. Sau thời gian sấy thì đây là thành phẩm nhá. Hoa quả sấy dẻo nhìn vẫn kiểu tươi và trông ngon mắt phết. Khi ăn cảm giác nó ngọt và vui miệng cực kỳ luôn. Mà cái hay của việc sấy này là vẫn còn giữ được nguyên cái hương vị tự nhiên của cái trái cây mà bạn sấy. Rất hợp để làm cho mấy đứa trẻ con nhà mình ăn bữa xế vì hoa quả sấy để được lâu lắm. Con gái mình khoái ăn dâu tây cực kỳ, nhưng mà ăn kiểu tươi thì một lúc là nhây nhuét hết cả da quần áo rồi. Chính ra ăn kiểu hoa quả khô sấy này cũng hay phết, sạch sẽ mà vẫn giữ được chất lượng. Ngoài ra thì còn có chế độ thanh quay dùng để quay gà quay vịt nữa. Nồi này chắc chỉ vừa với những con gà khoảng tầm cân rưỡi là quay đầu thôi. Một cái cực kỳ hay ho nữa là cái cửa đậy này nhá, còn có thể tháo rời ra để vệ sinh máy dễ dàng hơn. Mọi người thường vẫn bảo tôi là thay nồi chiên không dầu còn hơn cả thay áo, nhưng mà giờ không thử những cái mới mẻ thì làm sao mà chia sẻ lại với mọi người được. Làm gì có content để mà làm video, anh em công nhận không? Những gì tôi chia sẻ đều dựa trên trải nghiệm thực tế. Có sao thì tôi nói vậy, đa số là chia sẻ về công năng, chức năng của mấy cái thiết bị bếp hay ho. Còn về độ bền thì tôi chẳng bao giờ dám nói, vì đơn giản là chưa trải nghiệm đủ lâu để mà chia sẻ được. Nhưng mà cứ đúc kết lại là tiền nào của nấy, của rẻ thì ít khi có tuổi thọ cao. Vậy đấy, chia sẻ để mọi người cùng tham khảo thôi nhá.